Chiều ngày 15 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can với 4 đối tượng: Nguyễn Thị Nguyệt Hòa, sinh năm 1998, cùng chồng là Đồng Văn Mạnh, sinh năm 1996, cùng trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; Hoàng Văn Sơn, sinh năm 2006, trú tại xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; Nhàn Văn Dũng, sinh năm 2005, trú tại xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, về hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng là Mạnh, Sơn, Dũng. Riêng đối tượng Hòa bị cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Theo tài liệu điều tra, khoảng cuối năm 2022, khi làm việc tại quán karaoke của vợ chồng Hòa, Mạnh tại thôn Dâu, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Dũng và Sơn được vợ chồng chủ giao nhiệm vụ tìm nhân viên nữ làm việc trong quán karaoke và đưa ra nước ngoài hành nghề mại dâm và sẽ được trả công. Nếu Hòa giới thiệu được người sang Myanmar sẽ được hưởng 5% thu nhập của người đó một tháng. Khoản tiền này do một người phụ nữ tên Mel ở Myanmar chi trả. Khoảng đầu tháng 2 năm 2023, qua quen biết và nói chuyện trên mạng xã hội, các đối tượng đã tuyển chọn được 3 thiếu nữ là V, sinh năm 2007, trú tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; TV, sinh năm 2008, và T, cùng trú tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, về quán karaoke làm nhân viên tiếp khách. Tại đây, các đối tượng đã dụ dỗ để 3 thiếu nữ trên đồng ý sang Myanmar làm việc và giao cho người phụ nữ Mel. Sau khi đưa người trót lọt, Sơn và Dũng được vợ chồng Hòa trả mỗi người 15 triệu đồng. Cả 3 nạn nhân sau khi sang Myanmar đã bị các đối tượng đưa đi làm gái mại dâm. Đến đầu tháng 6 năm 2023, TV tìm cách liên lạc với gia đình ở Việt Nam và báo tin cho cơ quan công an để được giải cứu. Đến ngày 30 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Phòng Nghiệp vụ của Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an giải cứu thành công 2 nạn nhân TV và V. Riêng T đã bị các đối tượng đưa sang địa điểm khác, nên hiện nay lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực truy tìm để giải cứu. Liên quan đến vụ người đàn ông vào trụ sở công an phường dùng hung khí tấn công công an, tối ngày 15 tháng 7, Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã lấy lời khai Nguyễn Đức An, sinh năm 1981, ngụ quận Gò Vấp, để làm rõ động cơ. Theo điều tra, trưa cùng ngày, Đại úy Đặng Ngọc Huy, Công an phường 15 quận Gò Vấp đang ngồi ở bàn tiếp dân tại trụ sở công an phường. Lúc này, Nguyễn Đức An, ngụ phường 16 quận Gò Vấp, lái xe máy tới và cầm kéo xông lại chỗ Đại úy Huy, la hét rồi đâm. Tại công an, An khai do nghe theo tiếng nói trong đầu sai khiến mang kéo đi đâm cán bộ công an. Từ lời khai của An, công an xác định An bị ảo giác ma túy nên dẫn tới hành vi trên. Công an xác định An có 3 tiền án tiền sự về tàng trữ trái phép chất ma túy, cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích. An cũng từng có tiền sử nghiện ma túy nặng và phải đi cai nghiện nhiều lần nhưng không thành công và bị nhiễm HIV. Tối ngày 15 tháng 7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt được 3 đối tượng truy nã đặc biệt liên quan đến vụ tấn công 2 trụ sở Ủy ban Nhân dân xã ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra vào ngày 11 tháng 6 vừa qua. Theo đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng phát hiện 3 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân 2 xã ở huyện Cư Kuin, đang lẫn trốn tại một khu rẫy vắng thuộc thôn 11, xã Y Lê, huyện Y Súp, tỉnh Đắk Lắk. Lúc này, lực lượng công an huyện Y Súp tiến hành truy đuổi và bắt giữ được 3 đối tượng, gồm Y Junie, 55 tuổi, xã Y Canuet, huyện Karong Bắc, tỉnh Đắk Lắk; Nay Yên, 53 tuổi, trú xã Cư Bơn, huyện Karong Búc, tỉnh Đắk Lắk; và Nay Tam, 49 tuổi, trú xã Cư Bơn, huyện Karong Búc. Đây là 3 trong 6 đối tượng bị công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định truy nã đặc biệt về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Sáng ngày 16 tháng 7, ông Võ Minh Tuấn, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang cho biết, theo bản tin thời tiết 6 giờ sáng, gió giật cấp 7, cấp 8, nên cảng vụ đã tạm ngưng cấp phép hoạt động các tuyến tàu phà cao tốc từ Rạch Giá đi Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn, Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại, cho đến khi có thông báo mới. Theo đại diện các hãng tàu phà, đơn vị đã thông báo đến đại lý và khách hàng để hoàn tiền hoặc dời sang chuyến khác khi tàu hoạt động trở lại. Cũng trong sáng nay, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đã phát đi bản tin cảnh báo đợt mưa diện rộng trên khu vực Nam Bộ, có khả năng sẽ kéo dài đến ngày 22 tháng 7.
Tối ngày 15 tháng 7, bác sĩ Nguyễn Bá Tồng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận xác nhận, Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết vừa tiếp nhận 8 người là nhân viên y tế nghi bị ngộ độc thực phẩm. Trước đó, đoàn khách du lịch khoảng 60 người là nhân viên y tế ở thành phố Hồ Chí Minh đi du lịch và lưu trú tại một resort thuộc phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đến chiều ngày 15 tháng 7, có 8 người trong nhóm du khách trên bị nôn ói, đau bụng và được đưa vào Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết để cấp cứu. Hiện sức khỏe của 8 người đã ổn định, chờ xuất viện. Cũng theo ngành y tế tỉnh Bình Thuận, nhóm du khách rất đông, ăn uống ở nhiều nơi, nên chưa thể khẳng định nguồn thực phẩm nghi gây ngộ độc từ cơ sở ăn uống nào. Ngày 15 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước cho biết, Công an thị xã phối hợp với các lực lượng đã khống chế một con trâu đực bị sổng chuồng thoát ra ngoài, hút nhiều người đi đường bị thương và phá hỏng nhiều tài sản của người dân. Theo đó, khoảng 10 giờ do nhốt không cẩn thận, con trâu của một chủ lò mổ tại xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã tháo chạy ra ngoài đường hướng về thị xã Bình Long. Trên đường di chuyển, con trâu này đã hút 5 người đi đường bị thương và làm hỏng hàng rào, cửa, xe gắn máy của một số hộ dân trên địa bàn thị xã Bình Long. Đến 14 giờ, lực lượng công an quân sự thị xã Bình Long đã trao trả trâu cho chủ trâu.